Tin giáo phận Hương Hóa Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long thăm giáo họ Sùng Đô, nơi bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 3. Sau gần một tuần bị cô lập do đường đồi núi trong tình trạng bị sạt lở nguy hiểm và những trận mưa liên tục nhiều ngày không ngớt, Sáng ngày 27 tháng 7 năm 2018, Đức Cha Phụ Tá Giáo Phận Hưng Hóa An Phong Nguyễn Hữu Long đã vượt gần 20 cây số đường đồi núi bằng xe máy và đi bộ trong nhiều giờ để đến dân lễ thăm hỏi cộng đoàn người Hơ Mông thuộc giáo họ Sùng Đô, giáo xứ Vĩnh Quang, là nơi hiện đang bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ quét sau cơn bão số 3 vừa qua. Cùng đi với Đức Cha An Phong, có cha quản sứ du xe nguyễn trọng dưỡng cha phó an tôn nguyễn tân hợi và một số tu sĩ nam nữ giáo dân đồng hành hàng chục giáo dân người hơ mông đã đội mưa đi bộ vài km ra đón đức cha cùng phái đoàn trong niềm vui xúc động gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh đau thương này đức cha đã đến nắm chặt tay từng người để động viên an ủi giúp họ vượt qua cơn gian nan thử thách vì ngôi nhà nguyện bị đổ sập không thể sử dụng được nữa nên các vị mục tử đã dâng thánh lễ tại một nhà giáo dân gần đó. Mặc dù điều kiện không gian chật hẹp, nhưng hàng trăm giáo dân đã đến dự lễ trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng. Sau thánh lễ, Đức cha cùng đoàn giáo dân đi thăm ngôi nhà nguyện bị đổ nát, ngài động viên bà con giáo dân hãy tin tưởng và trông cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa đức cha đã cùng cộng đoàn cất lên những lời ca tiếng hát và kinh lại ca bằng tiếng hơ mông giữa núi rừng tây bắc như lời nguyện tha thiết dâng lên thiên chúa mong người ban cho đầy đủ niềm tin và sức mạnh để vượt qua cơn đau thương này